nhiên, trong sáng. Rodney Dickson cho rằng Việt Nam đã ảnh hưởng đến những sáng tác mà anh có thể pha trộn được. Và cũng giống như một người sống và già đi, giống như tôi và bạn. Trong tranh của tôi, một vài yếu tố đã được xây dựng ở đó là những yếu tố mới được hình thành, đồng thời cũng có yếu tố biến mất, trở thành cơ sở của sự phát triển, cái cũ nhường cho cái mới. Rodney Dickson đã nghiên cứu học hỏi cách thể hiện chất liệu sơn mài và giấy gió của Việt Nam. Cách thể hiện nhiều lớp và lối vẽ chậm của những chất liệu này đã cho anh những kinh nghiệm khi sáng tác. Anh có thể dành nhiều thời gian cho suy nghĩ và kiểm nghiệm.